Mua chung cư từ lúc mới lập gia đình, nay các con đã lớn, chị Thảo vẫn chưa được cấp sổ hồng. Lo sợ mất trắng tài sản đã đành, chị và hơn 400 hộ dân ở đây còn gặp vô vàn phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Không làm được sổ nhưng mà người ta vẫn thu tiền của em, rất là sợ, sợ mất tiền. Nhập hộ khẩu cũng chẳng có nhập được, hôm cử tri thì cũng bảo là về phường này, cử tri không bỏ phiếu được phường kia, đấy là nhà tôi mất quyền của công dân. Tương tự, 91 hộ dân ở chung cư Hoàng Kim, quận 7, mua nhà đã 8 năm, đến nay vẫn chưa có sổ hồng. Chủ đầu tư đã bị bắt vì tội lừa đảo cách đây 2 năm, cả khu chung cư xuống cấp, sập sệ, thang máy không được bảo trì, thiết bị chữa cháy hư hỏng, hết niên hạn từ năm 2014, khiến người dân không khỏi lo lắng. Hồi 2014 tới bây giờ mà không có sử dụng được, tại vì nó hết hạn rồi, thời hạn nó hết rồi. Còn những cái này á, thì bây giờ không biết là nó còn sử dụng hay không, tại nó quá lâu không có người kiểm tra. Mà. Tới giờ là 8 năm trời, mình cũng không có bất cứ một cái giấy tờ gì trong tay, sổ hồng không có, mà để liên hệ với chủ đầu tư cũng không thể nào liên hệ được. Công ty của ông Sơn đã mua lại một phần tài sản và quyền quản lý tạm thời ở chung cư Hoàng Kim. Nhưng chạy vạy nhiều nơi, với cả đống hồ sơ, ông vẫn chưa lo được sổ hồng cho dân. Nguyên nhân vì người dân không công nhận quyền quản lý của công ty mới, trong khi giấy tờ gốc của chung cư đã bị chủ đầu tư cũ đem thế chấp ngân hàng từ 8 năm trước. Chủ đầu tư cũ là công ty KTT có thế chấp cái tầng thương mại tầng 1 đấy, tầng chẹt đấy tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Chánh với cái giá là 7 tỷ. Theo thống kê sơ bộ, cả thành phố có đến hàng ngàn căn hộ thuộc hàng chục chung cư khác nhau đang có chung tình trạng này.